Thưa khán giả, chiều ngày 22 tháng 10, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Tham dự cuộc họp còn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Dương Sạc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Trong thời gian qua, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Ban Thường vụ các cấp đã tích cực chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương, đôn đốc chỉ đạo công tác này một cách có hiệu quả. Các cơ quan đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác tự kiểm tra giám sát phát hiện tham nhũng tiêu cực trong nội bộ vẫn chưa phát huy hiệu quả. Công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án, vụ việc vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo về những chủ trương định hướng xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan truyền thông báo chí trong phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Thưa khán giả, hôm qua các đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng đại biểu các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cao Bằng và Lâm Đồng đã họp tại tổ số 8 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cuộc họp đã cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đại biểu Tô Ái Vang đã cho ý kiến về xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân, cho sinh viên trong thời gian tới. Mời khán giả cùng theo dõi. Tôi xin phép được có những cái kiến nghị đến chính phủ. Một là bổ sung thêm chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư tham gia để nhằm giảm gánh nặng cho cái ngân sách để đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội cho thuê mua, nhất là nhà ở cho công nhân, cho sinh viên. Kiến nghị thứ hai đó là nghiên cứu quy trình theo hướng là đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội. Thứ ba là bổ sung quy định về quy trình xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại thì quỹ đất ở 20% trong dự án cho nhà nước. Thứ tư đó là xem xét điều chỉnh bổ sung khoảng 4 điều 23 của luật nhà ở cụm từ nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại thành nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại nhằm giúp cho các địa phương trong đó có Sóc Trăng tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc và thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở trong đó bao gồm 20% quỹ đất nhà ở xã hội ở các địa phương trong cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng và Đồn Biên phòng Trung Bình, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Nội dung kiểm tra gồm việc thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, công tác xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống văn bản kế hoạch chuyên ngành về công tác đảng, trinh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác hậu cần kỹ thuật tài chính, xây dựng nề nếp chính quy, xử lý các tình huống chiến đấu và các tình huống theo yêu cầu kiểm tra. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, duy trì nghiêm các chế độ và thực hiện tốt công tác nắm dự báo tình hình, xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.